Đúng vào lúc 8 giờ sáng nay, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ tọa kỳ họp. Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự đồng tình ủng hộ của cử tri và nhân dân thành phố đã làm nên sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phải nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng là người đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Mục tiêu của chúng ta là góp phần tích cực để phát huy những tiềm năng, lợi thế, tạo sự đột phá phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, hiện đại và thông minh theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Vì vậy, vai trò trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là rất lớn, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chủ động nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực hoạt động, năng động, dám nghĩ, dám làm và làm việc khoa học, có hiệu quả, thực sự là người đại biểu gần dân, sát cơ sở, luôn lắng nghe và phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng cũng như yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bầu ra 52 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,9%, không có sai sót trong tổ chức bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử được giữ vững. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và các vấn đề liên quan đến bầu cử. Kỳ họp đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trực tuyến với 89 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã được tổ chức tại 71 điểm cầu, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Với số lượng trên 2.140 cử tri tham dự, trong đó có 64 cử tri phát biểu với 192 nội dung ý kiến kiến nghị, tập trung vào 4 nhóm vấn đề ở các lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị, văn hóa xã hội và nội dung pháp chế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các vị đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các nội dung chương trình kỳ họp. Trong đó, nhất là quan tâm xây dựng quy chế hoạt động, đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố cần tăng cường vai trò giám sát, cùng thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng nhân dân thành phố cần tăng cường công tác giám sát, ban hành nhiều chủ trương để thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn thành phố, vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh, vừa phải đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 119 của Quốc hội, Nghị định số 34 của Chính phủ và các chủ trương đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để tạo động lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trong phiên sáng nay, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố
và hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân các quận nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin chi tiết về kỳ họp, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong chương trình thời sự tối nay.